đây 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 đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi tới rồi. Ha. Dạ em chào anh. Dạ à, anh ơi em xin giới thiệu với anh, em là Dương Lâm, sứ giả của chương trình Gia Đình Tài Tử. Ngày hôm nay em đến đây để có một thử thách dành cho gia đình mình. Gia đình ba thế hệ chào đón sứ giả tại nhà ba của anh Quang Hưng. Sau khi lập gia đình, anh cùng vợ và hai con đã sống riêng tại Hóc Môn. Với cá tính nhanh nhẹn và tỉ mỉ, anh muốn tham gia chương trình để thử sức mình và mang chiến thắng dành tặng cho hai đứa con thân yêu. Trong gia đình mình có cái sở trường gì không anh? Nói chung là ở nhà thì cũng làm mấy cái sô-cô-la cho tiệm bánh kem thôi chứ cũng làm. Vậy bây giờ, thử thách mà sứ giả dành cho gia đình mình đó chính là bí mật. Chờ em xíu. Gia đình mình ơi, em tới đây. Thấy chưa, trời ơi, như cái vườn hoa di động, thấy cưng ghê không? Mấy cái này là cái gì không? Rồi bây giờ con trai con gái, bây giờ là hai con hãy chọn một phép tính, cộng trừ hay nhân hay chia. Dạ. Vừa sức thôi nha, đừng có làm quá nha. Cộng đúng không? Rồi cộng. Bây giờ tập trung nha, con trai tính trước nha. Hey, 11 cộng 6 bằng mấy? 17. Hay quá. Rồi tới con gái nha, con gái đây, chú kiếm một cái số gì thật là khó cho con. 40 cộng 10 bằng mấy? Dạ 50. Thôi, nó nhanh quá, hay quá. Và bây giờ thử thách của gia đình mình đó chính là thử thách về trí nhớ. 1, 2, 3. Lưu Quyên giải số xe đi lấy hết hồn chưa? Thử thách nhớ 120 số tiếp theo của giải số bi. Người chơi phải nhớ 120 số tiếp theo của giải số bi tính từ khi bắt đầu. Cứ sau 2 giây nếu người chơi không đọc được con số tiếp theo thì đồng hồ sẽ đếm ngược 10 giây. Sau 10 giây nếu người chơi vẫn không đọc được những con số tiếp theo thì xem như thất bại và dừng cuộc chơi. Ngoài ra, phần thi cũng như thất bại nếu người chơi đọc sai một con số. Nội dung thử thách có kèm theo bảng giải số bi. Lưu ý, người chơi phải đọc đúng thứ tự từng số của giải bi. Rất là khó nha, em là em diễn viên đó, là em mấy kịch bản của em mà cuốn dày dày dày, em học cả tháng trời đó. Mà ra còn phải có người dắt thoại cho em đó. Bây giờ nhiệm vụ của anh cũng căng lắm nha. Bây giờ thôi mình test trước nha. Đọc lại, đọc thuộc lòng lại. Anh đọc nổi không? 10 con số này thôi, anh nhớ nổi không? 3 giây bắt đầu. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 9, 6, 5, 3. Trời ơi, nãy giờ anh nói là thấy chị nhớ không đó. Thần đồng ngôi nhà này chính là người phụ nữ này. Em nghĩ cái này là chừng học chừng nửa ngày thôi. Chị vừa ẵm con mà chị vừa học là em nghĩ cũng thuộc rồi. Còn anh mà vừa làm sô-cô-la là anh liếc là em nghĩ cũng thuộc rồi. Thì bây giờ gia đình mình tự tin chưa? 1, 2, 3. Yeah, yeah. Chào cả nhà. Chào anh. Chị ở nhà làm nghề gì chị? Nội trợ. Nội trợ. Chị nấu món ăn nào ngon nhất? Thường anh thích ăn cái canh chua. Canh chua nấu sao nó ngon? Phải chua thiệt chua mới ngon sao chị? Chua, chua ngọt ngọt á. À dạ. Con tên gì? Nè con nói giới thiệu gì? Con tên là Trần Nguyễn Duy Khang. Có bao giờ con lên truyền hình chưa? Dạ có rồi. Lên truyền hình con làm gì? Con đi, con đã lớn khôn. Ủa dạ. Thôi lanh quá. Nghe nói con múa giỏi lắm hả? Đâu múa dài đường cho chú lên coi coi. Con gái con là... Dạ con tên là Bảo Trân. Con là con của bà Hưng. Nãy giờ chú thấy con đứng con buồn hiu vậy. Con đang lo điều gì? Dạ, lo ba con không nhớ bài thôi. Ở nhà ba con thông minh không? Dạ có. Ba con hồi xưa giỏi tiếng Anh lắm, ba con nhớ dài ghê. Nhớ dài hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem 7 ngày qua gia đình của anh Quang Hưng luyện tập như thế nào. Vừa chia tay sứ giả, mọi người bước vào tập luyện. Cố gắng ngày học có chừng 10 tới 15 số. Xong thì xong cái học đi những số theo dò số cũ. Hoặc là bây giờ cái con gái sáng tác cho ban bài hát mà có những cái số này phải học. Mới ngày đầu tiên tập luyện nên vợ anh Hân đưa ngay ra ý kiến. Dạ dò ba nha. Để cố gắng xấu gì ăn ngon ngon thì cả nhà ngồi ôm cho ba con ha. 1 2 3. Yeah. Với công việc tạo hình từ sô-cô-la cung cấp cho các cơ sở sản xuất bánh kem,
nên việc tỉ mỉ cũng như ghi nhớ công thức hẳn rất tốt. Nhưng khi đến với thử thách chưa hẳn là sở trường. 2 2 3 0 6 6 4 7. Đúng, đúng. Nhưng mà có sai. Sai 4 số. 3 ngày luyện tập trôi qua, mọi việc vẫn chưa tiến triển gì nên cả nhà đưa ngay phương pháp giải quyết. Dán này cho dễ nhìn thấy. Chúng ta hãy coi cái chữ mà ba tôi ghi đã muốn chiến thắng nè. Quyết tâm đạt mục tiêu. Cái bảng số nó dài vậy mà người ta bắt mình đọc thuộc nè. Mẹ mình đang cắt nè. Ba con hay quên lắm. Bởi vì tôi cũng thầy luôn. Bây giờ còn cái bé nhỏ nhỏ ấy. Cái này là đi dán, đem dán trên xe á. Để đi cái mình đi mình thấy mình đọc nhớ cái mình nhớ luôn. Rồi dán xe cái. Còn cái này đi vào nhà vệ sinh luôn, dán chỗ đánh răng. Thấy được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vợ và con, tối hôm đó anh liền học đến khuya. 2 8 2 3 0 6 6 4 7. Đúng rồi. Việc nhớ chính xác 120 số tiếp theo của dãy số bi thật không dễ tí nào. 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8. Nhiều ngày qua anh Hân liên tục đọc sai và thời gian suy nghĩ cho một con số vượt qua quy định của chương trình. Sai 4 số. Không, nhiều người làm được lên đó là quên bình thường, nhiều lúc hồi hộp, rung hồi hộp. Quên có 10 giây chứ một. Đúng rồi, có 10 giây à. Có cái sự mà như phân tâm thi hoài á, mình sẽ trừ hao của bạn đó. Cho thiệt là rành, có nghĩa là nhớ kinh gì đó. Thử thách dành cho bố nay trở thành bài luyện tập trí nhớ cho hai con trẻ. 3 1 4 1 5 9 2 6. 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8. Sai. Ủa 9 2 6 5 3 5 8 đúng rồi. 9 7 9 3 2 3 8 4. Chúng ta hãy cùng xem lại. Từ những ngày đầu tiên, anh Hân đã đưa ra chiến lược học cho bản thân mình. Cố gắng ngày học có chừng 10 tới 15 số, xong rồi sau khi học đến những số theo dò số cũ. Cùng sự hỗ trợ tinh thần của cả gia đình, bảng số bi trong 6 ngày qua không còn khó khăn với anh nữa. Điều trở ngại nhất là tâm lý từ máy quay và khán giả. Nói chung mà tới giai đoạn này cỡ 80%. Liệu anh có vượt qua được thử thách? Theo anh thì cái khó nhất để mình nhớ như vậy số bi là như vậy là cái gì? Do cái số nó dạng như này nó không có vần, cho nên mình nhiều lúc mình đọc cái nó nhầm cái giữa cái số này với số kia. Có bị nhầm nhiều không? Nói chung là không có nhiều lắm, nhưng mà giống như nãy khi mà tới phiên trường thì cũng đọc thì cũng thuộc, nhưng mà điều cái là lên hát đọc sợ nó tâm lý nó quên thôi chứ. Tâm lý ở đây anh sợ ai? Anh sợ ai? À, đông quá rồi xuống nhà mình đọc có mấy người à, bây giờ đông quá sợ rung thôi. Ở nhà dán tùm lum hết, đồng bếp cũng dán hả, trên xe cũng dán, đi đâu cũng dán hả. Có hỏi chị là mấy ngày qua thì chị có thuộc cái dãy số đó không? Em không nhớ nổi. Không nhớ nổi? Dạ. Còn nhớ dãy số bi không? Đọc thử hàng đầu coi. 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3. Thôi đừng nói nữa, nói hồi ba con nhớ đó. Ha, vậy là hay rồi, nhớ được một giải thì quá hay rồi. Chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Gia đình có tự tin không? Tự tin. 100% không? 100%. Sẵn sàng đón nhận thử thách của chương trình. Đây là thử thách. Thử thách nhớ 120 số tiếp theo của dãy số bi. Người chơi phải nhớ 120 số tiếp theo của dãy số bi. Tính từ khi bắt đầu, cứ sau 2 giây, nếu người chơi không đọc được con số tiếp theo thì đồng hồ sẽ đếm ngược 10 giây. Sau 10 giây, nếu người chơi vẫn không đọc được con số tiếp theo thì xem như thất bại, phải dừng cuộc chơi. Ngoài ra, phần thi cũng thất bại nếu người chơi đọc sai một con số. Anh rõ chưa ạ?
Dạ rõ. Một lần nữa, chúng ta hãy ngắm nhìn lại dãy số bi. Khó lắm. Vấn đề bây giờ là anh Hưng sẽ chịu áp lực ra sao thôi. Anh muốn nhìn lại, cho anh nhìn lại một lần. Nhớ anh. Nhớ. Rất tự tin đúng không? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Mời anh bước ra phía trước. 10 triệu hay là 1 triệu? Thử xem anh Quang Hưng có sai một con số nào hay không? Có nhầm một con số nào hay không? Có tập trung hay không? Trước khi thi thì gia đình có muốn nhắn nhủ gì với anh Hưng hay không? Mời chị. Anh ơi, nhớ bình tĩnh, tự tin. 100% chiến thắng. Ba ơi, cố lên. Ba ơi, mới giành, nhớ giành được 10 triệu nha. Thưa quý vị, để nhớ về Sobi cũng rất là khó. Chúng ta nhắm mắt lại, nhớ về những ký ức, những con số mà ta đã từng học. Không biết rằng anh Hưng có còn nhớ không sau 7 ngày luyện tập? Liệu anh có đọc hết tất cả dãy số bi không? Chúng ta chờ xem. 3 2 1 bắt đầu. 0 2 8 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 9 4 5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 0 8 9 9 8 6 2 8 0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 1 7. Wow! Chị cảm giác thế nào hả chị? Vui lắm anh ạ. Sao tuần qua chị cho anh ăn những món gì mà anh nhớ hay quá vậy? Những món anh thường thích thì em nấu cho anh ăn. Con hồi nãy rung không con? Dạ con rất là rung. Khi mà ba con chuẩn bị đọc những con số cuối cùng đó con thấy sao? Dạ con rất là sợ ba sai. Tại vì thấy ba ngập ngừng luôn. Có thể nói là chúng tôi lo lắng cái nhịp tim chúng tôi nhảy theo từng con số anh Hưng à. Và khi những con số gần cuối cùng tôi cũng lo cho anh, bởi vì chỉ cần nhầm một số thôi là thất bại. Và cuối cùng anh Trần Quang Hưng đã vượt qua thử thách chúng tôi. Như vậy là anh nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Chúc mừng 10 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Gia đình Tài Tử. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Nhớ đón xem để cảm nhận những cảm xúc hạnh phúc và vỡ òa của chương trình. Cảm ơn quý vị, xin chào.